sử Việt còn lưu truyền muôn thuở công lao sử ca. Đến nay đất Việt trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, dòng lịch sử tràn nỗi đau thương, chống giặc ngoại xâm phi chỉ nòi giống non sông, biết bao nhiêu anh hùng ngã xuống, đất ông cha máu xương chất chồng. Có muôn điều giờ trên sử sách, mãi đến hôm nay cháu con còn được biết, do sức công sự thần ngày xưa bỏ nhiều tâm huyết góp nhặt không ngừng ghi lại cho đời sau. Vào thời kỳ khởi nghĩa phá mình, có một sử gia rất thông minh đa tài, soạn sử Việt bằng cả con tim, viết dòng sử lưu mong rằng hậu thế không quên. Những canh thâu truy tìm sử sách, chép ghi bao chiến công lẫy lừng, giữ tâm bình luận công tính xét, phán đoán phân mình nhắc cho đời hậu thế. Ngô Sĩ Liên sử thần nhà Lê bỏ nhiều tâm huyết soạn dòng sử Việt cho con cháu nói theo. Ngô Sĩ Liên triều Lê thành công, đem trí tâm ghi lại dòng sử Việt. Ngô Sĩ Liên đạo tâm thủy chung, nên chép ghi rất mực công bằng, hùng tâm trang trí cổ kim hiếm thấy, ông để lại bộ Đại Việt sử ký toàn thư cho muôn đời mai sau. Ngô Sĩ Liên sử gia nước Nam, mong cháu con siêng học sử Việt, dâng trí tâm để mong báo ơn công lao biết bao đấng đại anh hùng. Xa thân cứu quốc thủy chung nghĩa khí, hy sinh vì quê hương, là người Việt yêu giống nòi đất nước, không thể quên bộ Đại Việt sử ký toàn thư, một công trình đáng kể của sử gia Ngô Sĩ Liên. Chọn cuộc đời lòng mãi không quên, nước Việt ngày nay đã qua bao nhiêu thời, dòng sử Việt đầy những gian nan, chống giặc ngoại xâm duy trì nòi giống giang sơn, đã biết bao nhiêu lần lên xuống giữa quê hương máu xương chất chồng. Đến bây giờ giờ trang sử sách, nhớ đến công ơn sử gia xưa ghi lại, Ngô Sĩ Liên sử thần thời Lê bằng nhiều tâm huyết góp nhặt ghi lại cho đời sau nói theo. Là người Việt luôn thành tâm ghi nhớ công lao ghi sử của sử gia Ngô Sĩ Liên.